Ồn quá không ăn được. Hóng hớt. Độ Nói hồng là nghe cao, nghe. độ hồng cao. Sau cuối cùng là con tiểu tam cũng xuất hiện đấy. Nhưng mà thằng chồng lại mất tích, mất 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 dạng đi đâu. Hôm nay không thèm. Chú tiền. Nó ghét tuyển anh ạ. Giang ạ, nó ghét tuyển, nó ghét không cho thằng tuyển nó sờ người, sờ nó luôn, nó mặt nó lưng lưng chồng. Nghĩa nước mắt lưng chồng. Thằng tuyển cứ đòi ti tranh ti nó. Tuyển cứ đòi tranh ti nó, nó chả ghét. Nó ghét là đúng rồi. Cháu bị cửa người không? Anh Hải mang điệu đi. Đến giờ rồi. Không nhờ vả nữa. Làm đúng chức trách của mình đi. Khóc. Tuần sau vẫn thế nhỉ, mới nghỉ Tết nhỉ, hãy nghỉ, muốn nghỉ Tết rồi. Lúc vừa đây bao giờ đi về quê em? Em 22 21 em cúng, tao công tao cho tao trong 22 là em về. Ơ thế tưởng cúng 23 tháng chạp chứ sao lại 22? Cúng rồi, cúng trước. Nhà em toàn cúng trước để 23 các ông ấy về là... Về quê thì về quê luôn gì? Bao giờ lên? Em mùng 4. Mùng 4 à? Thế mình 22 tuần sau rồi còn gì nữa. Tuần sau về còn gì nữa. Còn thứ 2, thứ 3, còn ngày mai, ngày kia thôi. Con xem phải khăn xô đâu à? Chẳng nào con dùng đâu, con vít. Trong túi lấy này. Còn bắt đầu bên này nó căng lúc đó nó... Tứa sữa ra là áo lại ướt sũng rồi này. Tứa sữa ra để tí anh uống cho. Em nhìn cái quả video quay đều của anh mà em buồn cười quá. Quay đều gì? Hôm đầu đi quay ấy. Một dàn con ngồi bên cạnh. À. Một dàn con đều đấy. Một dàn con đều đấy. Mẹ chó cũng nhô vào. Chó nó cũng chạy vòng quanh.